chào các bạn. Hôm nay chúng tiếp tục cái bài 13 chương 5 các số đặc trưng đo xu thế trung tâm. Đây ta vào bài tập. Ví dụ đầu tiên bài 5.7. Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của các mẫu số hiệu sau. Cách này chúng ta quan tâm lại đọc lại lý thuyết một chút thôi. Trung bình đấy rồi, trung bình đây là x phụ chia n. Còn tứ phân vị nhỉ? Trung vị là gì? Trung vị là cơ sắp xếp phương diện không giảm này. Sau đó lấy số ở giữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm tiếp cái tứ phân vị. Tứ phân vị là gì? Tứ phân vị là sắp xếp theo không giảm. Tìm trung vị, sau tìm trích trung vị bên trái, tìm trích trung vị bên phải. Sau đó tiếp tục thôi. Làm thử nhé. Đầu tiên là câu A. Ta có nội dung có cái là 9, 8, 15, 8, 20. Cái này thực ra là nó làm tay có thời gian, nhưng làm tập để ta có một cái kinh nghiệm làm việc thôi. Ta có trung bình nhỉ. Trung bình đó là x ngang sẽ bằng 9 cộng 8 cộng 15 cộng 8 cộng 20 trên cho bao nhiêu số rồi, 4, 5 số bằng gì nhỉ? 9 cộng 8 là 17. 17 cộng 8 17 cộng 8 là 9 cộng 8 17 cộng 8 là 25 à? 17 cộng 8 là 26. Cộng 35. 25 cộng 15 cộng 20 trên 5 bằng là 5 cộng 3 cộng 14 bằng 7 cộng 15 bằng 8 cộng 12. Tiếp theo ta làm tính cái thằng trung vị của nó. Trung vị đầu tiên ta cần phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ta có là 8. Trung vị nhá, trung vị đó là median. 8, 8, 9, 15 và 20. Trung vị là số ở giữa, đó chính là số 9, đó chính là median. Tiếp theo tứ phân vị, ta lấy trung vị của thằng ở giữa, trung vị của thằng bên trái. Ở đây thằng này do nó là hai số, em đây phải ở giữa là trung vị là 8 rồi. Trung bình. Thằng này 15 20 thì tứ phân vị ở giữa đây. 15 cộng 20 là 35, cho em chia cho 2 là 17.4. 5. Vậy thì tứ phân vị của nó sẽ bao gồm là 8, 9 và 17.5. Đó là câu đầu tiên. Câu thứ hai. Vì sao? Vì yêu cầu của này, nếu mà nó lẻ á, nó lẻ là đúng chỗ này. Còn nếu nó chẵn thì nó phải lấy cộng hai sát chứ thôi. Ta có câu tiếp theo là nên gặp giày 350 300 650 300 450 500 300 và 300 250. Nếu chúng ta tính bằng máy tính rất dễ, nhưng tính bằng tay nó sẽ là khác nào. Trung bình bằng là 350 cộng 300 cộng 650 cộng 300 cộng 450 cộng 500 cộng 300 cộng 250 chia cho nhau. Đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chưa 8. Thực cộng bất nhỉ.
chưa 8 à? 8 thì 8 nhỉ? Cậu trên ạ. Nào. Tổng ở trên bằng gì? 350 lên 1.000 này. 1.000. Thằng này là 7.000 cộng với 700. Thằng này 600 cộng với 500 thì 8 không bao nhiêu này? Nào 11 cộng 18 18 cộng với 10 vậy là 208 chia cho 8 7428 vậy là chia 4 còn 700 chia cho 2 bằng 350. Tiếp theo chúng ta sẽ có là tìm median của nó đúng không? Để có pháp sức dầu của thấp cấp cao thấp nhất là 250, tiếp theo là 300 tiếp theo là 350 tiếp theo là 450 à, 300 có 3 cái đúng không? 300 có 3 cái có 300 rồi. Thế đây không phải 300 là 600 600 đây là 900 900 đây là 3.000 3.100 31 trừ 8 bằng là 3 chia cho 4 chia cho 2 là 2 là 1.600 ở 1.500 1.550 đánh nhau sao mà cùng hết cả lông cả lá đấy kia. 50. 550 trên cho 4. Chia cho 4 tiếp. Chia 2 tiếp là chia 4 lên là 25. 1 thì là được 3. 3 với 12 dư 3, 35 chia cho 4 là 8. Nhớ 3. 3 mà chia cho 4. 30 chia cho 4 là được 10. Nhớ 3, 30 chia cho 4 được là 7.5. Đó chính là trung bình. 300 hay 300, sau đó tiếp theo có 350 tiếp theo 450 cuối cùng là 500 cuối cùng là 650. Chúng ta có bao nhiêu cái nhỉ? Đây là có 8 cái, 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy ở giữa là chính phân vị, đó là thằng đuôi 4 này, thằng này đây chính là đấy. cái trung vị của nó, median của nó là 350 cộng thằng này, tức là chia ra là 325 là trung vị thằng này. Cái phân vị là có 4, này có 4, này có 4 đâu. Chứ ở giữa đây là 300. Trung vị của thằng bên trái là 300. Trung vị thằng bên phải là nhiêu? Là 450 cộng 500 chia cho 2. Thằng này sẽ là 475. Median đúng là ở giữa. Còn ba số này là ba bộ tứ phân vị của nó. Tiếp theo là tính tiếp câu C. Câu C là có 36 38 33 34 32 30 34
và 35. Ta có thể trung bình sẽ bằng là 36 cộng 38 cộng 33 34 cộng 32 cộng 30 cộng 34 cộng 35 chia cho 1 2 3 4 5 6 7 8. Đáp số. Rồi. Đáp được rồi. Bằng gì nào? Ta có cộng thử xem. Ta cộng như tách ra 32. Bằng 32 chia cho 8 được 4. Bây giờ ta có là cộng này ra ra đẹp nhỉ. 8 cộng với chỉ đây ta còn 38 34 35 nó sẽ 34 cộng với 34 rồi 30 cộng 36 cộng 34 là 80. 80 chia 8 được 10. Còn 38 với 33 38 và 35 ta có nào. 38 cộng với 33 thằng là 10. Đúng 10 cộng với 1/8 xong 38 33 này. Ta còn 35, 35 thì bằng là 84 32 cộng 14 cộng với 3/8. Vậy thì sẽ bằng là gì? 4 cộng 8 cộng 12 cộng với 22 32 36 cộng với 4/8 bằng 36.5. Tiếp theo chúng ta sẽ tính cái thằng sắp xếp là theo từ thấp lên cao, tính median trung vị của nó. Nó có gì? 30 này, 33, 23, 32, 32, 33, 34 có 2 số, 35, 35 cộng nhỉ, rồi, và 36. Đây có 8 số, vậy chia đôi, rồi 4, đây là, đây, chia thứ nhỉ, 38, à, 38 nữa. Ta vậy là chỉ đôi. Vậy ở đây ở giữa nó chính là cái mức của nó là 34 ở giữa. Tiếp theo chia đoạn hành ra ở đây. Đây, thằng này chính là 32 cộng 33 là 3 đây, 5. Thằng ở giữa là 35.5, đó tính là tí phân vị của nó. Median. Nói chung cái bài này cần tính là tính trung bình, rồi tính thứ phân vị, tính mốt, mốt thì tính rất rõ ràng mà. Cái chính bài tập này chúng ta cần tập cách tính cộng trừ nhân chia cho quen tay. Thế thôi. Bây giờ chuyển sang bài 58 nhé. Cái thống kê này á thì chúng ta sẽ không cần phải làm nhiều lắm vì tính toán những các tương chứng trước, nhưng phải cẩn thận. Ta sẽ có này. Chọn số đặc trưng du xu thế trung tâm của vũ trụ sao. Chú ạ, chọn là số đặc trưng đo xu thế trung tâm. Ở trong này có nói rằng là mốt của vũ trụ là giá trị xuất hiện thứ nhất. Có thể dùng mốt nhé để đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu. Khi mẫu dữ liệu có nhiều trị trùng nhau. Khi có dùng nhau ta dùng mốt để ta làm trị trung tâm. Còn nếu như mà nó không phải, nếu mà trong cái này nó không có cái số trùng nhau thì ta phải dùng cái định khác, cái nhụ là trung bình.
chứ không dùng mốt. Không ạ. À. Ở đây thì câu A chúng ta có xem là có hai cái dùng nhau là 0 và 0. Vậy thì cái mốt của nó sẽ là dùng số trung tâm của nó. Cái số đặc trưng. Đặc trưng đo xu thế trung tâm là mốt bằng 0. Đây cái gọi là mốt. Đây là xu trung tâm của nó là 0. Còn câu B ở đây thì ta có là số thành công nó không có số bằng nhau được hết. Vâng. Thì ta phải lấy một cái số ở giữa của nó. Đó là cái trung vị chẳng hạn, tức là cái median của nó. Thì ta median đây là gì? Là cái số, viết tắt số đo trung tâm, số đo đặc trưng chỉ rõ, nó sẽ là mốt môi median. Thế là 23.5. Như vậy. Theo ta có là số IQ của chương trình đây, ta có nó chung nhau, nó không có điều giống hết, 80.2 và 3 80. Không có trùng nhau. Thì ta dùng cái gì bây giờ? Ta có thể dùng cái trung bình hoặc giá trị trung vị đều được hết. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp theo đến cái là sai số phép đo cho kiểm tra ông này, thấy rằng là trong này thì có cái số nào đó trùng nhau không, có đây 15 này, 15 này, 15, vậy là cái số trùng nhau nó là 15 tương đối nhiều. Ta lấy dùng cái giá trị số đặc trưng của nó sẽ là mốt, tức là 15 để chỉ ra cái phần tử xuất hiện nhất trong này. Nói đáp lại với cái bài này, chọn số đặc trưng chúng ta phải chọn giữa là mốt, là trung bình average hay là trung vị là median. Thế thì nếu ở đây median đầu tiên ta chọn mốt không được, cả cái số chuyển nhất không được, ta chuyển sang lựa chọn giữa median với cả cái trung vị, tức là trung bình chia trung bình của số. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 5.9 đi. Với những nhà quan nhà gọi là nghiên cứu về xác suất với cả thống kê ấy, thì người ta tùy cái lựa chọn cách thống kê của người ta mà kết quả ra có thể khác nhau. Không có bài toán nào về chính xác thống kê cả. Không phải chính xác, chỉ có lời giải chấp nhận được thôi. Đó là thống kê. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và sang bài 5.9. Số lượng sinh giỏi là như này. Tìm trung bình. Ta có số điểm góc 0 này. 0 4 0 rất là tệ, nó không mở được 0 4 0. 0 0 10 0 6 0. Ở đây chúng ta như vậy, ta sẽ chuyển sang là tìm trung bình, đúng không? Bình dễ rồi. Ta có x trung bình bằng 0 cộng 0 cộng 4 cộng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 10 cộng 0 cộng 6 cộng 0 chia cho nào, đếm nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tại sao mình viết nhiều không như vậy? Đó biểu thức của biểu diễn là cái gì đủ cho nên không bỏ qua cũng được. Nó không bằng là 6, 4 cộng 10 cộng 6 bằng 20 trên 10 bằng là 2.
trung bình. Mốt là gì? Mốt là xếp dậy là từ 0 này, 2 số 0 này, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0, xếp dậy 4, 6 và 10. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 2, 4, 6, 7. Đấy, thế thì ta có 10 số. Ta cần tính mốt của nó. Mốt là ở giữa đúng không? Đôi 4, đôi 4, đây là 6, đây là giữa. Đây, đôi 4 đây, đây đây, đây là 0. Đây là 0, mốt còn 0. Tứ phân vị bên trái của nó là số 0 đây. Bên phải này là số 4. Đó là theo định nghĩa. Tứ phân vị là trung vị của bên trái, trung vị bên phải. Trung vị ở điểm ở giữa ấy. Nếu mà nó là số lẻ thì là số, còn nếu mà nó là chẵn trong cái vùng đó là chẵn thì cộng hai số gần giữa ở giữa thì thôi. Câu B giải thích vị tại sao. Tứ phân vị 1 và trung vị trùng nhau. Thứ nhất, chúng phải nói rằng đây khoảng trùng nhau là có giá trị bằng nhau. Có bằng nhau. Ở đây tức là số 0, lượng giá trị 0 áp đảo lượng giá trị khác. Đâm ra nó là có giá trị bằng nhau. Thế thì là do là lý do thì là nửa số dữ liệu bên trái chỉ chứa số 0 và trung vị bằng 0. Vậy thôi. Bây giờ sang câu bài cùng. Bài 5.10. Bảng sau đây cho biết giá trị chỗ ngồi của vận động sử dụng trong giáo dục quốc gia. Ta có cầm phả, sân thiên trường, Hàng Đẫy, Thanh Hóa, Mỹ Đình. Tính các số trung vị, biết số lại này. 2 vạn 0 1120 2 vạn 1 315 2 vạn 3 405 2 vạn 0 120 cuối cùng là 3 vạn 7 546 Vậy ta sẽ tính gì? Trung bình bằng gì? 20120 cộng 21315 cộng 23405 cộng 20120 bằng nhau à? Cộng 37546 chiên cho mấy đây? Đôi 45. Nào. Hai thân cầm phả Thanh Hóa xung với nhau thử chưa? Bằng 2 nhân với 2 chia 5 đi là 4 này. 2 4 là hết này. 12 chia 5 mà được là 2 nhớ 2. 24 cộng với gì? Thằng này chia 5, 21 chia 5 là 21 chia 5 là được 4.
14 này. 13 chia 5 là được 2, nhớ 3. Nhớ 3. 3 chia cho 5. Nhớ 3. 31 chia cho 5 là được 6, nhớ 1 là 3. Tiếp buồn cộng bằng này. 23 chia 5 là được 4. Nhớ 3, 3 4. 34 chia 5 được 6, nhớ 4. 40 chia 5 là được 8. 1 cộng với thằng chia cho 5 này, 37 là 7. Nhớ 2, 25 chia 5 là hết, là còn 5 hết. 4 không chia 5. 46 chia 5 là 9,2. Bằng cộng là sẽ nhỏ nhỉ. Nhá. 20 chia 5 được 4 này. 12 chia 5 được 2, nhớ 1. Sao này nhỏ nhỏ nhỉ? Sao tôi tưởng này. Dừ. Tính nhầm à? Nè. 21 chia 5 mà được 4. 4 không? 21 chia 5 được 4, nhớ 4, nhớ 1. 12, 13 chia 5 mà được 2, nhớ 1. Nào. Toán lại này chết. Lâu ông tính bằng tay quá rồi. Tính tay lỗi. Đấy rồi, ít thiếu đây. Rồi, bằng đây là cộng vào này. Đây là 8 4 8 0. Cộng với thằng này rồi 4 4 6 cộng với 8 là 4. Nhớ 1 9 8, 9, 9, 4 cộng với 7, 5, 0, 9, 2 cộng 2 này. Nhớ 1, 9 này, 9, 16 cộng với 7, 5, rất đo nhỉ. 0, 9, 2 nó bằng là 0,2 ở đây. 1 nhớ với 1 là 0. Nhớ 1 12, nhớ 1 9.000. Trung bình của nó là sợi này nhỉ. Từ 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 nhé. Nhớ 1 này. 2 đúng rồi. Bằng 2 này. 9 cộng với 1 là 1, nhớ 1. 0 cộng với đây là 0 cộng với là 0. Đúng không? Nhớ 1. 5 cộng với 9 đây là 5, nhớ 1 7. 7 cộng với 6 là 10. 74. Nhớ 1 thì 2.000. 24.501,2 chỗ. Đây là số trung bình. Còn tiếp theo ta tính là mốt của nó. Mốt nó xếp từ thấp đến cao. Nó có là median. Ta có là bắt đầu tiếp là 20120 20120. Hai
5 và 3 7 5 46. Ai có nói thì cái mốt của nó, cái ở giữa đây chính là thằng này, chính là thằng mốt của nó. Còn thằng tứ phân vị của nó thì sẽ là thằng này. Đây, tứ vị bên trái, tứ vị bên phải chính là thằng này. Vậy ta khi mà ta bỏ cái đỉnh đi, vĩ đỉnh, thì x chỉ ngang bằng bao nhiêu? Cộng 2 0 1 2 0, chỉ là 4 nhé, chỉ là 4. Có đây chỉ có 4 đơn vị rồi. Bằng bao nhiêu? Thằng phía chia 4 này, thằng này chia 4 là 5. 0 3 0. Tiếp theo ở giữa này nhân 2 có 2 zoom nhau, cộng với thằng này chia 4 hai cộng nhau đi. Ta lên 0 này. 0 đây là 1, đây là 2. Đúng rồi, cộng với tiếp là 4 cộng với 3 là 7. 1 cộng 3 là 4. Cuối cùng là 4 đi không? Trên cho 4 bằng nào? 1060 cộng với chia đi nhân 11. 7 chia 4 được 1. Nhớ 3, 32 nữa là 8. Vậy là bằng là trung bình của nó sẽ bằng là 0 6 là 4 nhớ 1, 1 thì là 2. Ồ sao này ít nhỉ? 1 không này đây. Đây. 4 nhớ 1, 1 cộng 1 là 2. 1 là 1, còn đây là 1. Nó sẽ nhỏ nhỉ? Trung bình sẽ bé. Tính lại nhá. 1 0 này. 8 rồi nó. Đây là 0 này. 8 là 4 này. Rồi, 4 này. Nhớ 1. Đây là 2, nhớ 1 này, đây là 2. Rồi, đây là 2 vạn 1.240 cái trung bình của nó. Còn cái thằng trung vị sao? Vết thấp lên cao này, median ta có là 20120 là 21315 23405. Vậy đây ta có cái thằng trung vị của nó sẽ ra là trung bình của hai số này là cộng vào nhau như 20120 cộng 21315 chia 2. Ở giữa là 207175. Còn thằng này thì trung vị của nó vẫn là như cũ, là như thế, tức là 20120 thứ vị bên trái, bên phải nó sẽ là bên phải thì là 06132. Đây, đó chính là các giá trị của nó. So sánh là thấy rằng gì? Là so sánh. Thì sao ha? Trung bình của Mỹ Đình và thế là lớn hơn đúng không? Lớn hơn cái trung bình mà không Mỹ Đình. Còn median
là trung vị của thằng khi có ấy, thì nó sẽ là 2100, ngày lớn hơn trung vị của Mỹ Đình, lớn hơn cái trung vị Midan của thằng không Mỹ Đình. Tiếp theo ta có tiếp là số này không? Rồi. Bây giờ ta có là trung vị thứ là tứ phân vị 1 thì bằng nhau là P1 bằng P1 phải hai này bằng nhau. Trung vị 2 thì sao? Trung vị 2 thì nhỏ hơn không? P1 lớn hơn P3 lớn hơn P3 phải lớn như thế này. Tức là có sự dịch chuyển khi ta bớt một số liệu đi. Nghĩa vai trò của cái số liệu của Mỹ Đình đóng vai trò tương đối lớn trong cái nhóm số liệu này. Đó là từ chúng ta rút ra đây. Thế thì cái thằng này khi quan sát này á, dùng để phân tích xem là cái số liệu nào ảnh hưởng lớn đến đâu đến môi trường tập thể. Đó là nguyên nhân ta cần quan tâm đến cái môn này. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này vào video sau, liên quan đến phương sai lỗi chuẩn, cái đó rất cần rất nhiều trong thống kê. Để sau khi dùng AI cũng đơn giản dùng rất nhiều cái đó. Đó là bài 14 nhé. Video sau các bạn nói.